Chị ơi, cho em gửi hàng ạ. Anh gửi đi đâu? Gửi đi Hải Phòng. Thế sao chưa đóng vào hộp? Thế anh có mã vận đơn chưa? Chưa. Anh ngồi đấy. Đây, điền thông tin vào. Vâng ạ. Hello. Vợ yêu. Vợ yêu cái con khỉ. Thế có biết vợ yêu của anh tổn thương như thế nào không? Thế mà đêm ngày hôm qua 2 giờ sáng con xuống dưới đấy xem bóng đá xong cười hô hố lên. Đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Bye bye, tạm biệt, vĩnh biệt. Ơ này này này. Được. À. Gì? Ai bảo không đói hoài. Đêm qua nghỉ giữa hiệp người ta còn lên ngắm hai mẹ con ngủ. Tớ có chụp ảnh mà. Không tin nên tớ gửi cho cậu check xem đúng không nhá. Ok. Điền xong chưa anh ơi? Chưa chị ạ. Có cần giúp gì không? Đây này, cái chỗ này là viết người gửi, cái này viết người nhận, được chưa? Vâng ạ. Có cần hộp đóng không? Quá. Ok.